no Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Kính thưa quý vị thân hào nhân sĩ Kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo Kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự về đây tham dự Kính thưa quý nhà Minh Thường Quân Kính thưa cụ ông, cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính Đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta đã được Đức Tôn sư kính yêu khai sáng đã trên 82 năm nay. Và giờ này người tín đồ đạo Phật giáo Hòa Hảo đã thực hiện đúng theo những gì mà Đức thầy đã dạy trong cái khuôn khổ tu hành và cũng như trong cái vấn đề làm từ thiện góp phần không nhỏ trong cái công tác an sinh xã hội trong cái nhân luân đạo đức làm người của người tín đồ trong cuộc sống xã hội và hơn thế nữa đạo Phật giáo hòa hảo chúng ta là một cái nền đạo dân tộc nội sinh một nền đạo xuất phát từ lòng dân tộc và đức thầy đã khẳng định đối với toàn thể tín đồ Phật giáo hòa hảo là những người tại gia cư sĩ học Phật tu nhân như vậy thì trong cái giáo pháp học Phật tu nhân cái quan trọng nhất là người tín đồ hôm nay khi bước vào lộ trình thì chúng ta phải học phật học phật là yếu tố đầu tiên mà tôi và quý vị mình đã trải nghiệm trong quá trình hàng ngày chúng ta thực hiện và sau khi học phật xong rồi thì yếu tố tiếp theo nữa là chúng ta phải tu nhân tu nhân là yếu tố căn bản đầu tiên của một con người để nhằm cải thiện cái cuộc sống xã hội trong cuộc sống vật chất và đây cũng là gọi là một cái tính thiết thực à, cụ thể trong cuộc đời hành đạo của mỗi chúng ta. Và khi một hành giả tu nhân xong rồi thì từ đó mình mới thực hiện các pháp môn tu Phật mà thầy đã dạy tu là tu Phật tu tiên, tu cho rõ biết chữ hiền ra sao. Và cái mục đích cứu cánh của giáo pháp và Phật tu nhân này dầu rằng chúng ta thấy rằng tu nhân là nấc những cái nắc thang căn bản đầu tiên của một hành giả nhưng khi đi sâu vào con đường tu Phật thì mình cũng có đầy đủ cái công năng để rồi đưa chúng ta về bên kia cảnh giới giải thoát mà đức thầy đã khẳng định là trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu về cực lạc mới là hết khổ như vậy thì trong cái buổi thuyết giảng giáo lý ngày hôm nay chúng tôi cùng quý vị mình sẽ nhắc lại một lần nữa về cái lĩnh vực tu nhân bởi vì tu nhân trong đạo phật giáo hòa hảo thì gồm có tứ đại trọng ân gồm có tránh tam nghiệp chừa thập ác dành thập thiện và đồng thời bên cạnh đó thì một yếu tố không kém phần quan trọng và chúng tôi cũng thiết nghĩ rằng nếu như trong đời tu mà vấn đề này chúng ta không thực hiện được thì mình khó có thể đi xa trên cái lộ trình giải thoát vì cho nên hôm nay muốn đạt được kết quả trong giáo thuyết Phật tu nhân này thì mỗi đồng đạo chúng ta cái quan trọng là mình phải làm sao để rồi chúng ta thực hiện được những cái cách ăn ở cư xử trong cuộc sống đời thường và lẽ rằng đây là những cái điều thường nhật của người tín đồ của đồng đạo chúng ta trong cái việc với bản thân mình và đặc biệt cái việc cư xử với mọi người trong xã hội do đó thì hôm nay thì để tiện theo dõi thì chúng tôi cùng quý vị chúng ta sẽ chia sẻ qua một cái chuyên đề đó là cách ăn ở cư xử của một người tín đồ đạo Phật giáo Hòa Hảo trong cái cuộc sống thường nhật. Thì trong cái phần ăn ở cư xử này thì trước tiên chúng ta sẽ định nghĩa các khái niệm về sự thế tiếp Phật. Và cái tiếp theo là mình trình bày cái cách ăn ở cư xử đối với bản thân, đối với gia đình và cái thứ ba đối với toàn xã hội. Thì nếu nói về cái vấn đề ăn ở cư xử rất là nhiều và đây cũng là cái điều thiết thực gọi là tính thực tế trong đạo Phật giáo hòa hảo mà chúng tôi đã vừa trình bày thì muốn thực hiện được điều này yếu tố quan trọng đầu tiên là chúng ta cũng phải hiểu được hôm nay mình là cái người sống trong cõi trần này nhất là những người đang chung đậu với nhau trong quả địa cầu này thì mình cũng phải có một cái cách ăn ở cư xử cho nên trong một cái chuyên đề sửa thế tiếp Phật tức là cách ăn ở cư xử và tiếp xúc với mọi người mọi vật trong cuộc đời xã hội chúng ta thì nếu như cái người không tu thì mình ăn ở cư xử thế nào thì chuyện đó thì không có một cái sự phải nói rõ là ràng buộc tuy nhiên dù không tu nhưng mình cũng phải ăn ở cư xử theo một cái lĩnh vực là một cái người công dân thực hiện đúng à, theo pháp luật cái quy trình mà à, gần như chúng ta cần phải nắm rõ và thực hiện cái nhiệm vụ của công dân đối đất nước và khi mình đi vào lĩnh vực tiếp theo là lĩnh vực tôn giáo thì chúng ta là một người tín đồ. Thì người tín đồ cần phải có một cái gì đó tế nhị hơn, tốt đẹp hơn, hiền hòa hơn trong cái một cư xử ăn ở này. Bởi vì hôm nay mình đang cải thiện cuộc sống của con người chúng ta. Mà Đức Thầy đã khẳng định rằng sát trần tục như cây cạnh khến, làm hiền lành ắt phải tiêu mòn, đẻo với bào trước nó cũng tròn đến chừng đó trong vào rất tốt thì quý vị phải công nhận chúng tôi rằng trong cuộc đời mỗi con người của mình ông thánh ông dạy là nhân vô hợp toàn thì gần như không ai toàn dạng cả cho nên hôm nay nhờ giáo lý đức thầy nhờ với luật đức thầy nó sẽ ung đúc nó sẽ ràng đúc để chúng ta đi theo một cái khuôn khổ đó để rồi mình được cái cuộc sống phải nói rõ là hết sức là tốt đẹp trong mọi cái lĩnh vực và cái lĩnh vực muốn nói ở đây là lĩnh vực ăn ở cư xử với mọi người và lĩnh vực này cũng có thể nói rằng đây cũng là một cái bước ngoặt quan trọng những bước đầu tiên của một cái khái niệm về chữ tu tức là chúng ta phải trao sữa ngoài cái việc chúng ta trao sữa về thân về khẩu về ý thì mỗi hành đạo của mình mỗi đồng đạo chúng ta phải có cái sự trao sữa từ cách ăn ở từ cách cư xử à, từ cách giao tiếp có thể nói là từ cách đối nội đối với mình và đối ngoại thì đối với bao người mà đức thầy dạy là giảng này ra cuối mùa thu dạy ăn dạy ở Chữ tu vuông tròn thì đó là chúng tôi cũng xin khái nét cái khái niệm về cái lĩnh vực gọi là học Phật tu nhân là cái đó chúng là chúng tôi cũng xin khái nét tức là đó là chúng tôi cũng xin khái nét một số lĩnh vực về cái sự thế tiếp vật như vậy thì trong cái trách nhiệm của người tín đồ đạo Phật giáo hòa hảo tức là của tất cả đồng đạo chúng ta nếu nói về sự thế tiếp phật thì có rất là nhiều sự kiện tuy nhiên thì hôm nay chúng ta chỉ trình bày ba cái cách xử thế tiếp phật căn bản thực tế nhất trong đời tu chúng ta như chúng tôi vừa giới thiệu như vậy thì thứ nhất là cách xử thế đối với bản thân thì hôm nay chúng ta đã đi vào một cái khuôn khổ trao sữa rồi thì cái lĩnh vực đầu tiên mà chúng ta cần phải tìm hiểu đó là bản thân của mình thì chúng tôi sẽ căn cứ lại đức thầy để chúng ta đưa ra bốn cái mục nhỏ trong cái phần cách cư xử đối với bản thân của mình. thì bốn mục nhỏ này cái thứ nhất là về ăn ở, cái thứ hai là về cách làm ăn, cái thứ ba là về tập thể dục và cái thứ tư là về sự học. thì hôm nay khi chúng ta vào lĩnh vực tu hành thì đức thầy giải rất rõ về cái sự ăn ở. thì thứ nhất là về ăn thì thầy dạy là kẻ tu hành ăn uống phải có điều độ, tránh những món ngon xong nó toàn đồ độc cơ thể ăn vào sanh bệnh. Thì uh, trong cái bài ăn ở thì Đức thầy đã có khẳng định rất rõ rồi, hôm nay chúng ta là người tu thì uh, vẫn biết rằng cái xác thân này là giả quý vị ạ. tuy nhiên thì hôm nay chúng ta sẽ chuyển hóa từ cái giả thành cái thật. Vì vậy, cho nên mình phải lợi dụng cái thân này, lợi dụng cái thân giả này à, để chúng ta tu hành à, đi đến cái chỗ giải thoát mà nếu giờ này mình không bảo tồn cái thân giả này thì trên con đường tu chúng ta có thể nói là cũng hết sức gặp khó khăn bởi vì còn cái thân này thì mình còn cái thuyền bè chúng ta vượt bờ mê sang bến giác một cách hết sức là dễ dàng mà một khi mất cái thân này rồi hoặc là cái thân này yếu ớt cái thân này đau ốm bệnh hoạn thì trên đường tu rất là khó thì chúng tôi nói khái niệm này thì quý đồng đạo suy nghĩ mình thấy rất rõ rồi thì những đồng đạo nào mà có đa mang bệnh tật những đồng đạo chúng ta yếu ớt hoặc là các đồng đạo tiền bối cao niên của mình đó thì giờ này mình muốn mà làm điều gì đó trong cái phương diện hành đạo rất là khó muốn làm từ thiện cũng rất là khó muốn ngồi để nghe một cái buổi thuyết trình trên dưới hai ba giờ đồng hồ cũng không phải là một điều, điều dễ dàng nếu như <laughs> sức khỏe chúng ta yếu kém thì kính thưa đồng đạo chính vì lý do đó cho nên hôm nay cái sức khỏe cái xác thân này nó rất là quan trọng cho nên cái người mà người ta hiểu đúng rồi đó Thì người ta phải nói rõ là Luôn luôn để chú trọng cái thân Chú trọng ở đây không phải là mình cung phụng Dành để cơm tiền cho nó ăn đó, Tức là tia, kiếm tiền thanh sắc cho nó vui Để dành thuốc thang cho nó uống không phải như vậy Mà mình phải luôn luôn sống thế nào đó Theo một cái khuôn khổ Thí dụ như ngày xưa Đức Phật trước khi trước khi thành Phật mà lúc ngài Đức Phật ngồi 6 năm khổ hạnh bên bờ sông Rạch Ni Liên Thuyền thì lúc bây giờ Đức Phật rõ ràng là chối bỏ cái thân Nghĩ là thân giả cho nên không cần lo cái thân Nhưng mà cuối cùng thì sát thân Đức Phật tiều tỷ quá Cho nên Ngài mới ngộ, Ngài mới nhận định đúng Hai cái xu hướng sai lầm Một là trưởng dưỡng sát thịt cũng không được Mà hai là hành sát ép sát cũng không được Cho nên Ngài mới trở lại con đường trung đạo Tức là ăn uống trở lại Và đó là cái nguyên nhân chính Để Ngài có được một cái phương tiện Và cuối cùng thì Ngài chứng thánh quả và cũng chính vì nhờ cái phương tiện đó, nhờ cái thân đó mà Đức Phật đã văn vu suốt 49 năm để truyền khai chánh pháp. Chứ nếu như cái thân Đức Phật mà không sức khỏe, cái thân không trắng kiện thì tôi tin chắc rằng cuộc đời của Đức Phật gặp rất là khó khăn trên cái con đường lộ trình tu hành cũng như trong cái lộ trình mà Ngài đã tức là truyền đạo rồng rã 49 năm. Thì hôm nay cũng vậy, yếu tố này để đặt ra vấn đề hôm nay sát thân chúng ta thì đức thầy đã dạy ăn uống đây là những cái điều phải nói rõ rất là quan trọng bởi vì bệnh tật từ miệng ăn vào mà hỏa hoạn từ miệng nó ra cho nên hôm nay người tu thì mình cũng phải tập có một cái sự ăn uống phải nói rõ là nó theo một cái chừng mực mà đức thầy dạy là ăn uống có điều độ tức là chúng ta ăn phải một ngày như vậy hay hai buổi hoặc ba buổi thì phải đúng giờ mình tập cái cơ thể của mình cho lục phủ ngũ tạng của mình nó làm việc theo cái giờ giấc nhất, nhất định thì tôi tin chắc rằng cơ thể chúng ta rất là mạnh À, còn ngược lại nếu như mình ăn uống mà không có giờ giấc à, đói thì ăn không có một cái sự kiên cử gì đó thì tôi tin chắc rằng à, cơ thể chúng ta nó rất là yếu bởi vì cái gì cũng có chừng mực cơ thể chúng ta giống như máy móc vậy à, nó cũng phải nói rõ là rất là chịu cái sự lệ thuộc của ăn uống hàng ngày và hơn thế nữa đức thầy dạy chúng ta là tránh những món ngon xong, nó toàn độc cơ thể cái chữ xong là nhân quý vị theo từ điển như vậy thì đôi khi mình vì cái sự khoái khẩu ăn những món ngon nhưng mà không ngờ trong cái món ngon đó nó lại có những hàm chứa những cái chất độc hại cho cơ thể thí dụ bây giờ những vị chúng ta còn ăn chay ăn ăn chay kỳ tức là còn ăn mặn đó mà bây giờ mình thích ăn ngon quá ăn thịt cá quá nhiều chẳng hạn vậy thì nó sẽ gây một cái hậu chứng tức là nó sẽ béo phì hoặc giả là ảnh hưởng những cái bệnh về tim mạch mà cái hậu quả sau cùng là đến cái chỗ gọi là đột quỵ tức là nhồi máu cơ tim vân vân nó rất là dễ cướp đi sinh mạng con người. Cho nên thì nếu như một con người ăn mặn mà chúng ta kiêng một chút, ăn ít một chút, ăn những cái chất rau cải nhiều một chút, giảm bớt thịt cá một chút thì tôi tin chắc rằng đấy cũng là những cái cách để chúng ta bảo vệ cái cái cơ thể của mình, sức khỏe của mình. Và hơn thế nữa đối với người ăn chay cũng vậy. Bởi vì quý vị biết là ngày giờ này do cái sự nhu cầu của phát triển xã hội thì giờ này trong lĩnh vực ăn chay thì có rất là nhiều cái món gọi là chay giả mặn như vậy thì nếu như một cái người mà chúng ta không tức là gần như mình không có sàng lọc các món thức ăn của mình đó nhất là các món đồ chay giả mặn đó mà chúng ta gặp ngon thì ăn thì tốt rồi à, tuy nhiên thì bên cạnh đó nó cũng có những cái dư động thí à, dụ như cái chất cái tinh mùi rồi cái chất tạo màu rồi cái chất cái chất bảo quản thì những cái chất đó rất có hại cơ thể cho nên thì quý vị thấy rằng à, sống mà thay là đức thầy dạy rất đơn giản à, tương dưa phận cho trò tròn hoặc là tương với muối cháo rau đạm, đạm bạc hoặc là tiêu nghèo dùng để cháo rau thì gần như cách sống mà đức thầy nhắc nhở trong sấm thi của chúng ta à, nhắc nhở trong trong cái sấm thi để dạy dỗ chúng ta thì đức thầy dạy hết sức là phải nói rõ là cái cách sống người tín đồ đạo phật giáo hòa hảo chúng ta đơn giản lắm sống giống như là không có cầu kỳ ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn thì nếu như mình hiểu được khái niệm này thì tôi tin chắc rằng mình không có ăn những cái món ngon xong nó toàn độc cơ thể cho nên cái người trí ở đây là tôi nói về lĩnh, lĩnh vực cộng đồng chưa nói được lĩnh, lĩnh vực tôn giáo ở đời giờ này thì những cái người trí những cái người mà có học những cái người mà người ta hiểu biết về những cái thành phần dinh dưỡng thì người ta khi ăn người ta chọn những món ăn nào đó mà nó thiên về cái phần giải độc nó nhiều vitamin hơn À, để nó tạo cho cơ thể vững chắc à, bởi hàng ngày chúng ta ăn cũng đọc uống cũng đọc hít khí thở cũng đọc cho nên thì những thức ăn vào bụng người ta chọn những cái món phải nói rõ là những cái món nó nhẹ nó nhẹ thể tức là thuộc cái phần thanh đó cái phần dương đó để dễ đọc còn thường thường thì những người mà gần như không hiểu đó thì do sự khoái khẩu thì cái gì cũng ăn chọn những món ngon ăn đọc bao nhiêu thì kể đi cho nên thì đọc nó, nó, nó lại dồn đọc cho nên thì thời gian gần đây vì biết rằng nếu nói về bệnh khổ thì phải nói rõ là xã hội loài người giờ này thì bệnh nhiều hơn trước đây nhất là những cái căn bệnh ung thư rồi bệnh về tim mạch bệnh dạ dày vân vân thì phải nói rõ là nếu mà quy cho cùng thì không ngoài cái câu nói à, tức là bệnh tùng khẩu nhập đó tới bệnh đều do miệng ăn vào thì rất rõ ràng cho nên hôm nay chúng ta là người tu thì trong vấn đề ăn này thì mình hết sức là cẩn thận à, để chúng ta có một cái lối sống ăn gọi là lành mạnh ăn hợp vệ sinh lành mạnh rồi về ở cũng vậy. Đức thầy đã giải rất rõ rồi. À, người tu hành của mình thì phải trọng vệ sinh từ chỗ ăn, chỗ ở, chỗ nằm. Bỏ những thói quen ăn ở dơ bẩn, vì thần thánh chỉ gần những cái trong sạch. Nên nếu ai muốn được tiếp độ thì phải trong sạch vừa tinh thần lẫn vật chất. Vậy thì à, theo tôi nghĩ rằng qua là giải này quá rõ ràng rồi. À, nếu nói về cái khái niệm mà ăn ở dơ bẩn thì hầu như không ai chấp nhận được. Nhất là hôm nay chúng ta đi vào lĩnh vực tôn giáo thì giàu rằng lĩnh vực tôn giáo thiên về tâm nhưng mà nếu mà ngoài tướng chúng ta mà nó nó không có được đẹp đẽ lắm à, gần như nó có những cái gì đó mà gần như không được sạch sẽ đó thì tâm chúng ta nó cũng theo đó thôi gì à dạ. bởi vì gần như là cái tâm như thế nào nó thiện cái tướng thế đó con người mà có cái tâm tốt rồi cái tâm trong sạch rồi thì họ cũng có một cái gì đó một cái dáng vẻ thanh tao ở bên ngoài và đức thầy đã khẳng định rồi ở đây thì đức thầy đã nhắc nhở về thần thánh chỉ gần cái trong sạch cho nên hôm nay các vị thần muốn tiếp độ, chúng ta muốn gần gũi các ngài, ít nhất mình cũng có một cái sự một cơ thể cho nó phải nói rõ là sạch sẽ. Rồi chẳng những sạch bên ngoài mà chúng ta sạch luôn cả bên trong. Thì như vậy là đến cái phần cái phần như vậy thì chúng ta mới được tiếp độ đối với các bậc siêu nhiên, đối với các bậc vô hình mà Đức thầy đã dạy trong bạn ở thì đó là chúng tôi nói một phần nhỏ về những đoạn uống. Và cái thứ hai nữa là cách làm ăn. Bởi vì hôm nay chúng ta sống trong cõi đời này thì mình phải có làm ăn để nuôi thân xác của mình. Kính thưa đồng đạo, đây là cái điều đương nhiên, một cái quy luật rồi con người sinh ra phải có lao động. Lao động thứ nhất là để cho cơ thể chúng ta được khỏe mạnh. Cái thứ hai, lao động để tạo ra một nguồn sản phẩm, một cái nguồn nông sản để tạo ra vật chất để nuôi bản thân của mình và nuôi những cái người thân của mình. Và hơn thế nữa thì người đời thì người ta có thể là người ta làm lụng thì không cần suy nghĩ chỉ cần làm cái nghề nào mà có tiền nhiều lợi nhuận cao thì người ta làm thôi còn mọi cái việc gì xung quanh có hại ai hoặc là cái gì đó thì người ta không quan tâm đến nhưng hôm nay chúng ta là cái người tu thì mình phải luôn luôn để cái luật nhân quả lên hàng đầu do vậy cho nên cách làm ăn của người tín đồ đạo phật giáo hòa hảo thì phải có một cái quy chuẩn một cái quy trình một cái chuẩn mực mà đức thầy đã dạy rằng cách làm ăn y như một bát chánh đã dạy bỏ những sự lường cân tráo đấu như buôn lậu đầu cơ nuôi nuôi điếm bán thuốc phiện vân vân cho vác các cổ vân vân như vậy thì theo một cái quy trình mà đức thầy dạy trong về cách làm ăn này thì chúng ta phải làm ăn đúng theo chánh nghiệp đức thầy đã dạy tức là làm những cái nghề nghiệp chân thật vừa có lợi cho mình vừa có lợi cho muôn loài chứ không bao giờ vì lợi mình mà hại người khác đi đến cái chỗ tà nghiệp thì không được bởi vì hôm nay thí dụ như chúng ta là tạo ra tiền nhưng mà trong khi mình tạo ra tiền đó đó thì trong đó nó còn có, có nghiệp kèm theo tiền thì chúng ta xài hết nhưng mà nghiệp thì nó đeo chúng ta hoài thí dụ cái người không học Phật người ta không hiểu luật nhân quả thì người ta không quan tâm đến điều này còn mình là người học Phật là người hiểu luật nhân quả rất rành thì chính vì vậy cho nên nghiệp và tiền thì mình phải suy nghĩ thế nào đó khi mà chúng ta tạo ra tiền tạo vật chất thì những cái vật chất đó những đồng tiền đó nó phải không có nghiệp trong đó rồi chúng ta đem cái vật chất đó chúng ta tạo phước mới có kết quả còn giờ này thí dụ như mình vì bán rẻ lương tâm bán rẻ đạo đức chúng ta sẵn sàng làm các cái nghề nghiệp bắt chánh để có thật nhiều tiền rồi mình lại cho rằng chúng ta lại ngụy biện rằng đó tôi lấy tiền này tôi làm phước làm từ thiện thì xin thưa không được bây giờ. phước không lớn bởi vì trong cái đó đồng tiền chúng ta tạo ra trong bắt chánh mình gây một đóng nghiệp trong này rồi có thể nói gọn gọn là tiền và nghiệp đi đôi với nhau và khi mà chúng ta lấy đồng tiền nghiệp này mình làm từ thiện thì theo tôi nghĩ rằng kết quả không cao. Ở đây thì nếu nói không đạt kết quả thì không dám nói nhưng có thể chúng ta hiểu một cách là kết quả không cao. Huống chi là chúng ta có tạo đồng tiền mình không làm từ thiện thì đồng đạo thấy cái nghiệp còn cỡ nào. Cho nên à, sống trong xã hội này khi nói đến ngành nghiệp làm ăn thì người tu chúng ta phải có một định hướng và luôn luôn chúng ta phải tin sâu luật nhân quả như tôi vừa nói. Mình đừng có gì tiền để rồi chúng ta lại phải rơi vào những cái kiếp xấu hơn trong cái tam ác đạo để rồi kiếp sau mình còn khổ kiếp này nữa cho nên hôm nay thà mình nghèo một chút mà thầy dạy thà nghèo thanh hơn giàu mời trượt đó lo dung trọng cái phúc về sau cái quan trọng là chúng ta phải tạo phúc là cái điều yếu tố còn vấn đề nghèo giàu thì theo tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái vấn đề chỉ phụ thuộc mà thôi người đời thì người ta tranh đua với nhau để làm giàu ta bắt chấp còn chúng ta người tu tranh đua với nhau để tạo công đức còn cái chuyện nghèo giàu cái nghề nghiệp thì theo tôi nghĩ rằng nuôi đủ đủ bản thân là đủ rồi mình tính toán làm sao mà chúng ta tạo một cái nghề nghiệp lành mạnh để mình vừa nuôi thân nếu mà may mắn được có phước chúng ta có những cái nghề được tiền tiền nhiều hơn thì mình làm một chuyện từ thiện nữa thì tốt biết mấy chứ tuyệt đối chúng ta đừng có gì mà phải nói rõ là bán rẻ đương tâm bởi vì tôi thấy rằng trong cộng đồng đồng đạo của mình đó cũng có những cái ý mà chúng ta thấy nó hơi lệch lạc có nghĩa rằng cũng xuất phát từ một cái tâm thiện Ham làm từ thiện lắm Mà không có tiền lấy gì làm Cho nên chính vì vậy nên cố gắng tạo cái ra tiền Bằng nhiều cách Có đôi khi nó cũng phạm vào tà nghiệp Rồi lấy đồng tiền đó là làm từ thiện Thì điều này chúng ta làm đi buông là lỗ gì hoặc là, Phật giả là có nhiều đồng đạo lại nghĩ những cái ý nghĩ rất là nông cạn Thí dụ như bây giờ lấy tiền mua số Rồi lại uh, biện minh rằng đó khi mà chiều nay trúng đục đất rồi đó thì lấy số tiền này làm từ thiện thì đây là một cái vấn đề mà chúng ta không thể chấp nhận được mình phải cố gắng cố gắng do đó thì ở đây theo tôi nghĩ rằng nếu như mà đồng tiền này chúng ta trúng số là phạm vào cái cờ bạc rồi và sau đó chúng ta lấy đồng tiền này mà chúng ta làm từ thiện thì xin thưa là không được rồi không được rồi thay tôi nghĩ là không có kết quả đâu hoặc kết quả không cao do đó thì mình cũng phải có một cái nghề nghiệp hết sức lành mạnh thì đó là cái thứ hai về cách làm ăn và cái thứ ba nữa là về thể dục. Thì Đức Thầy đã giải rất rõ vào năm 1945 trong tôn chỉ thì Thầy viết rất rành là Người bổn đạo nam nữ bất luận phải có một thân thể khỏe mạnh thế nên luyện tập những môn thể dục nào hợp sức khỏe nếu mình muốn. Bởi vì xác thịt có khỏe mạnh thì tinh thần mới sáng suốt như vậy thì mình mới làm sự đạo nghĩa một cách đắc lực. Thì Đức Thầy đã dạy. À, như vậy thì hôm nay cái tinh thần, cái sức khỏe thì phải nói như tôi nói hồi nãy nó đi đôi với cái cái công việc tu hành của mình một đồng đạo mà sức khỏe tráng kiện tinh thần thoải mái rồi chúng ta tu hành tu hành mới được phát triển đạo tâm mới phát khởi mà một con người mà đau ốm bệnh hoạn yếu ớt rồi thì xin, xin thưa quý vị rằng chúng ta muốn tu hành đạt huệ là cũng là một việc rất là khó rất là khó bởi vì căn bệnh nó hành hạ rồi nó làm cho mình phải nói rõ là cái thần trí chúng ta cũng phải hôn mê ảnh hưởng lắm đồng đạo à cho nên vì vậy cho nên có được một cái thân thể tráng kiện khỏe mạnh thì thầy dạy tập thể dục ở đây thì thầy không có quy định là chúng ta tập cái môn nào Cái quan trọng là chúng ta có tập thể dục là tốt rồi Còn cái điều kiện đưa ra là tập môn thể dục này Môn dục khác thì nó tùy Tùy theo cái ý thích cũng như là tùy theo cái nhu cầu cuộc sống của vị Cho nên thì theo tôi nghĩ rằng đó Những năm trước đây tức là khoảng cách đây khoảng 80 năm 70 mấy năm khi Đức Thầy viết cái quyển tôn chỉ này vào năm 1945 thì giờ này cũng phải 78 năm rồi thì lúc bây giờ mà nếu nói đến vấn đề tập thể dục thì gần như là một cái chuyện nó xa lạ với cái cuộc sống đời thường. tuy nhiên khi đến ngày giờ này thì chúng ta mới gẫm lại là được thầy hết sức là siêu. do vậy cho nên tập thể dục giờ này không có còn là xa lạ nữa mà đây là một cái điều hết sức là được hưởng ứng, à, được cái sự hưởng ứng của nhân loại nói chung và nhân dân Việt Nam chúng ta nói riêng. cho nên thì đồng đạo thấy rằng những cái công viên hoặc là những cái buổi sáng sớm mà chúng ta đi ra đường thì mình thấy rằng cô bác rồi anh em chồm sớm tập thể dục rất là phải nói rõ là náo nhiệt đó à, nhất là những cái khu chợ lớn những cái thành thị còn thôn quê thì nó hơi ít hơn bởi vì thường thường cái người nông dân thì người ta không quan tâm quá vấn đề này bởi vì người ta nghĩ rằng người ta có cái công việc đồng áng có ruộng có rẫy rồi người ta không cần tập thể dục à, còn người ở chợ thì thường thường thì ít có tiếp xúc à, với ruộng rẫy à, với à, đời thường hàng ngày ở trong nhà ở trong cửa hàng À, cho nên thì người ta hừng sáng thì tranh thủ thời gian tập thể dục. thì à, theo tôi nghĩ rằng à, mỗi buổi sáng như vậy thì chúng ta cũng phải dành cái thời gian à, sau khi cúng sau ngồi niệm Phật thì mình cũng có cái thời gian tập thể dục Bây giờ, à, chúng ta cũng phải à, có một cái thời gian có một quy định cho mình đó à, để chúng ta có được tập thể dục. À, đó cũng là những cái mà nó giúp cho cơ thể rất là tốt à, về mọi cái hoạt động nhất là về à, cái bệnh nhức mỏi cũng như về các cái bệnh huyết áp tập thể dục giúp cho chúng ta cơ thể rất là tốt thì ở đây thì môn thể dục nào cũng tốt thì chỉ cần chúng ta có tập là được rồi để duy trì một cái thể trạng một cái sức khỏe cho tráng kiện để rồi chúng ta học đạo và mình mới duy trì được cái đường tu của mình cho đến cái ngày chúng ta viên mãn à, thì đó là vấn đề tập thể dục như vậy thì đến cái điều thứ tư quan trọng nữa trong cái đối với bản thân này thì cái đó là sự học sở dĩ chúng ta biết được về ăn uống về tập thể dục về cách làm ăn mà đồng đạo không học thì lấy đâu chúng ta biết cho nên quy cho cùng lại cái sự học là cái điều căn bản đầu tiên cái điều này điều trước tiên trong cuộc sống xã hội cho nên ngày giờ này thì đồng đạo thấy rõ rằng cái người có học thì người ta sẽ có một cách ứng xử rất là tốt đẹp ta luôn luôn ăn ở nè rồi tập thể dục nè gần như mọi thứ nó đều theo một cái quy trình một chuẩn mực phải nói là một cái cuộc sống lành mạnh rồi bên cạnh đó những người mà ít học một chút hoặc là những cái người mà phải nói rõ là ở vùng nông thôn ít có tiếp cận với những cái phát minh mới với khoa học, với y tế thì gần như thì cái chuyện này là là một vấn đề khác. Do đó cho nên hôm nay thì đồng đạo thấy rõ rằng cái thời kỳ bùng nổ về internet, thời kỳ 4.0 rồi. Thì đối với sự học giờ này nó phải nói rất là dễ không phải như trước đây. Chúng ta chỉ cần cái gì đó về thể dục, về sức khỏe, rồi về nghiên cứu về tôn giáo chứ cần chúng ta sẽ lên internet thì mọi thứ sẽ có sẵn trên đó ngày xưa thì uh, theo cái quan niệm của người xưa người ta làm cái gì ta giấu nghề cái gì. thí dụ ngành nghề nó ta làm ta giấu nghề lắm còn ngày giờ này thì khác lại rồi ngày giờ này thì khi người ta làm được một cái gì đó một cái uh, nghề nghiệp có lợi cho mọi người về sức khỏe rồi uh, về mọi thứ cái lĩnh vực kinh tế rồi cũng như trong kinh nghiệm đời sống thì người ta lại chia sẻ trên mạng xã hội trên youtube à, để cho mọi người cùng hiểu để thực hiện theo cho nên thời này tôi thấy rằng nó nó khác thời xưa lắm. Thời xưa mà dễ gì cái ngành nghề nào người ta làm có tiền người ta giấu đâu người ta đâu có cho mình biết. Học được cái nghề đó cả một vấn đề. Còn ngày giờ này thì dễ rồi, cần gì lên mạng chúng ta xem thì mình thấy rất rõ. À, và cho nên thì muốn đạt được vấn đề đó thì yếu tố đầu tiên chúng ta phải học rành về chữ quốc ngữ. Phải có một cái trình độ căn bản vậy. Mà Đức Thầy đã dạy rất rõ là sự học hành không làm cho ngại đạo đức. Mà trái lại nó giúp cho ta nghiên cứu Phật đạo một cách rảnh rẽ. Cho nên nếu như một cái người mà có một cái trình độ, một cái nền tảng văn hóa cao rồi đó Thì người này thì sẽ nghiên cứu với đứa thầy phải nói rõ là hết sức là phải nói rõ là chuẩn mực Còn những vị mà trình độ nhân quá thấp Thì thường thường hiểu lý đức thầy theo cái cách thấp à, Theo cái trình độ của mình Và từ đó nó sinh nảy sinh ra những cái hệ quả Ảnh hưởng đến cái sự tiêu cực Nhất là trong cái vấn đề mà phải nói rõ là bài biện âm thanh sắc tướng những cái vấn đề nói cộm nhất trong thời kỳ hiện nay tức là trong trong những cái vấn đề mà phải nói rõ là phát sinh đó gọi là mình đạo Phật giáo hảo chúng ta bị biến tướng đó thì cái sự phát sinh cái sự biến tướng này thì theo tôi nghĩ lại á xét kỹ lại thì cũng do ở chỗ chúng ta thiếu học và cái khi mà mình có học được một cái nền tảng khoan há về chữ quốc ngữ rồi đó thì tiếp theo là chúng ta phải nghiên cứu tôn giáo học giảng thầy điều này là điều căn bản học giảng thầy Hôm nay sở dĩ chúng tôi có trình bày được vấn đề này với quý vị ở cái chuyên đề ngày hôm nay thì nhờ chúng tôi học. Thì những cái chúng ta trình bày đâu có ngoài giảng thầy đâu. Có những khi đức thầy dạy phải nói rõ là rất là lâu. Rất là hay. Mà chúng ta rất đầy đủ mà chúng ta lại không học lấy gì chúng ta biết. À, cho nên thì đối với bản thân này cũng vậy cái sự học hành là một vấn đề phải nói rõ là hết sức là quan trọng cái à, gì chúng ta cũng phải dành tích lũy thời gian để mình có thể là nghiên cứu À, có thể đầu tư về cái lĩnh vực tôn giáo và đầu tư vào lời dạy đức thầy của mình bởi vì gần như nhiều khi rồi chúng ta hiểu đức thầy mình là bậc sinh như tri nè là, là bậc thượng thông thiên văn hạ đạt địa lý trung quán nhân sự nè nhưng mà bây giờ vị sinh như tri này ngài rất là giỏi mà cái lĩnh vực giỏi của ngài ở đâu nó thể hiện như thế nào mà rõ ràng ở cái chỗ mà thầy dạy là hạ bút thần tôi đã đề khai thì hôm nay chúng ta học những điều của ông phật dạy lại nó liên quan trực tiếp đến vấn đề tu hành của mình thì theo tôi nghĩ rằng vấn đề này chúng ta đừng có bỏ qua bởi vì đây là một vấn đề quan trọng trong đời tu của mình nếu hôm nay mà chúng ta bỏ qua vấn đề này rồi nó uổng lắm cái gì uổng lắm cho nên thì mong rằng trong sự học này thì đồng đạo chúng ta phải học phải nói rõ là cà còn một cái hơi thở chúng ta còn học và đặc biệt đồng đạo nó nhớ rằng trong quá trình chúng ta học đạo trong quá trình chúng ta học giảng thầy thì đây là cái tâm chúng ta đang trong sạch đây lúc này là mình đang rội rửa cái 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 tâm của mình bởi vì nhờ có học thì mình mới quay về nẻo thiện mà tôi nhớ rằng trong cái bài mà đức thầy viết cho ông trần quang hạnh đó sớm tối đi nằm y chánh pháp thầy nguyện dắt đến cảnh long hoa vậy thì đây là cái trạng thái sớm tối đi nằm ở y chánh pháp nè thì bây giờ này chúng ta không nhớ niệm phật được mà chúng ta nhớ đọc văn thầy nhớ nghiên cứu là đức thầy nhớ chuyên chú nghĩ sư từ nét dấu thì cái công hiệu cái hiệu quả đạt được giữa một cái người học giảng thầy thì cũng như không khác gì chúng ta niệm Phật. À, bởi vì chúng ta đang sống trong một cái trạng thái gọi là thiền định, một cái trạng thái gọi là tỉnh lự, một trạng thái gọi là tư duy. Cho nên sự học đạt rất nhiều kết quả mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ một cái phần nhỏ uh, trong vấn đề này để cho đồng đạo chúng ta thấy rõ. Như vậy thì xin nhắc lại, đối với cách xử uh, sự thế tiếp Phật này thì đối bản thân thì gồm có thứ nhất nè là chúng ta phải về cái vấn đề uh, ăn uống, rồi cái thứ hai là tập thể dục, cái thứ ba là cách làm ăn và cái cuối cùng đây là sự học đó là bốn cái điều căn bản trong vấn vấn đề đối với bản thân. thì tiếp theo là đến cái phần thứ hai tức là cách cư xử đối với gia đình. vậy thì sau khi đối với bản thân xong thì yếu tố thứ hai là chúng ta cần phải hiểu đối với gia đình. thì đối với gia đình thì nó có rất là nhiều cái yếu tố thì chúng tôi cũng xin khái nát cái thứ nhất là khi chúng ta sanh ra cõi đời này thì yếu tố thứ nhất là cái bổn phận trách nhiệm chúng ta là con là một người con à, được ông bà cha mẹ sinh ra rồi cái thứ hai là cái cách cư xử trong vấn đề anh em với nhau rồi cái thứ ba nữa là cách cư xử trong cái vấn đề đối với chồng vợ rồi cái thứ tư nữa cách cư xử đối với bà con thân tộc và cách cuối cùng là cái cách cư xử khi chúng ta là cha là mẹ đấy thì đấy là các cái mục nhỏ trong vấn đề đối với bản thân đối với gia đình vậy thì hôm nay khi đối với gia đình thì yếu tố đầu tiên mà chúng ta phải thấy được đó là cái thân này khi cái thân này có được thì chúng ta rõ ràng là nhờ ông bà cha mẹ sanh ra mà phải nói rõ là hiện tiền nhất là cha mẹ chúng ta cho nên một cái người con mà muốn hoàn thành được cái sự cư xử ăn ở này thì yếu tố đầu tiên người này phải là cái người con hiếu thảo à, lắc là lo cho cha mẹ khỏi đói rách khỏi bệnh hoạn ốm đau tạo hạnh phúc cho gia đình cho cha mẹ tạo hạnh phúc trong gia đình cho cha mẹ vui lòng thỏa chí thỏ, thỏa mãn như vậy thì giờ này chúng ta phải có một cách ăn ở thế nào đó để mình vừa lo cha mẹ vật chất và chúng ta cũng phải nuôi dưỡng về cái tinh thần của cha mẹ kính ông đạo để đền được cái ơn cho nên thì cái vấn đề này nó được nhiều cái lợi cái thứ nhất chúng ta trả ơn nè cái thứ hai là chúng ta có công đức nè và cái thứ ba nữa chúng ta cũng hoàn thành ở trong cái tiết mục này tức là cách cư xử à, trách nhiệm bổn phận của người con à, đối với ông bà cha mẹ ở trong cái cuộc sống hàng ngày à, cho nên thì à, nếu như một con người mà muốn có được cái nhân phẩm đạo đức trong lĩnh vực tu nhân thì người này không thể nào thiếu vấn đề này à, vấn đề ăn ở cư xử à, đối với thực hiện chữ hiếu đối với cha mẹ của mình ở ở à, khi cha mẹ còn sống và nếu khi cha mẹ quá giảng thì chúng ta phải tu cầu cho linh hồn được siêu thăng nơi miền Phật nơi miền Phật cảnh thì đó là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai nữa. Bên cạnh cha mẹ thì chúng ta còn có anh em. Tức là mình phải đối xử anh em thế nào đó mà thầy dạy là anh em chứ có đổi dời, phụ phàng dư muối sẽ lê nghĩa tình. Tức là chúng ta sống làm sao mà phải có một cái tinh thần thương yêu, đoàn kết. Mình phải có trách nhiệm đối anh mình, đối em mình, đối với chị mình. Để rồi à, chúng ta tạo dựng một cái sự nghiệp chung chứ không riêng về của mình Bà lẽ rằng giờ này quý vị biết rằng anh em, một cha một mẹ sinh ra Thì nó có một cái sự gắn kết Tức là cùng chung một cái uh, sự nuôi sống Cùng chung một cái sự nuôi sống trong cái tinh huyết của mẹ à, Tức là có chung một cái uh, quyết mạch với nhau Thì chúng ta phải thương yêu lẫn nhau Tức là giàu hoặc hoàn cảnh gì đó chăng nữa Thì mình cũng phải nhớ cái điều này để rồi chúng ta thực hiện bởi vì hôm nay chúng ta là người tu. Nếu như hôm nay mình tín đồ của Đức Thầy mà chúng ta không thực hiện theo lời Đức Thầy mà anh em mà cứ xùng đột với nhau, cứ gây gỗ với nhau, cứ tranh giành cái tiền của hoặc là cái phần hương quả của ông bà cha mẹ để lại thì tôi nghĩ rằng vấn đề này là một vấn đề phải nói rõ là một vấn đề bất hiếu đó. Cho nên thì chúng ta phải nói rõ là trong cái tình anh em nhưng mà ảnh hưởng luôn cả đến ông bà cha mẹ của mình khi anh em chúng ta không thượng thảo với nhau. Thì đó là cái đạo trong tình anh em. Rồi hơn nữa ngoài anh em ra thì cái tiếp theo nữa là khi chúng ta lớn lên thì bắt đầu mình sẽ tiếp xúc với cô bác nội ngoại biết lễ nghĩa kính yêu cùng cô bác nội tông cùng ngoại tổ với cậu gì thêm kính nhường anh chị kẻ cố tri mắt chẳng thấy lũ gian phi xảo trá mà thầy dạy trong bài không buồn ngủ tức là mình phải có một sự ăn ở cư xử thế nào đó À, để rồi đối với cô bác chúng ta phải giữ cái lễ à, thì đây là những cái trách nhiệm trong gia đình chúng ta phải giữ trọn lễ bởi lẽ rằng ngày giờ này cũng có những vị chúng ta tu rất cao à, tuy nhiên thì đối với cái mặt à, ăn ở cư xử này thì không có được lòng của cô bác của nội ngoại thì vấn đề này chúng ta suy nghĩ lại à, vấn đề này mình suy nghĩ lại bởi vì giàu rằng thế nào đi nữa nhưng mình cũng là con cũng là cháu à, của cô bác bên nội bên ngoại thì mình phải có một cái cách à, ăn ở cư xử nó hài hòa đồng điệu thì tôi tin chắc rằng đó là một cái nhân phẩm đứa con người cần phải có trong lĩnh vực tu nhân của đạo Phật giáo hòa hảo và cái thứ cái thứ tiếp nữa là khi mà chúng ta lớn khôn nữa thì cha mẹ mình dựng vợ gả chồng cho mình thì lúc bây giờ mình có thêm một cái bổn phận rồi tức là bổn phận chồng vợ đối với nhau thì yếu tố thực hiện thay là đức thầy đó là đạo chồng vợ thưởng hòa đến thác hoặc là yêu đương nhau đến phút cuối cùng vợ chồng ấy mới chân hạnh phúc thì trong cái sự chồng vợ đối với nhau Thì chúng ta phải thực hiện cho được cái sự trung thủy Cái người đời người ta sao thì cũng được Nhưng mà đối với người đạo chúng ta Thì mình phải luôn luôn nêu cao cái tinh thần trung thủy Bởi vì hôm nay chồng vợ thành với nhau là do nhân duyên Theo tinh thần nghiệp quả Nó rất là phụ thuộc vào tinh thần nhân quả trong này Có nghĩa là chồng vợ có thể gặp với nhau để đòi nợ Hoặc để trả nợ Thì mình phải hiểu rõ vấn đề này Để rồi chúng ta cố gắng thực hiện trong đời tu của mình Gọi là quả báo Gọi là nhân duyên Trong cái tình chồng vợ với nhau Mình phải cố gắng Thí dụ bây giờ chồng vợ mà hợp tình hợp lý với nhau thì tốt rồi Mình biết đây là phúc rồi Không có một sự cãi giả với nhau Và đồng đi trên một con đường tín ngưỡng Thì đó là phúc Và bên cạnh nó cũng có những cặp vợ chồng đó Thuộc về họa Tức là trong cái sự uh, Cư xử với nhau Ta nói là khắc khẩu đó dịp Khi ông chồng vợ gặp nhau nói về câu cãi cỏ với nhau rồi rồi lại nghịch với nhau về một ký hướng về lĩnh vực tín ngưỡng chồng tu thì vợ không tu mà vợ tu thì chồng không tu cho nên thì đây cũng là một cái sự đổ vỡ trong cách nhận thức và nếu như đổ vỡ trong cách nhận thức thì chúng ta cũng có thể chấp nhận được nhưng chúng ta đừng để đổ vỡ trong hạnh phúc gia đình à, ảnh hưởng đến ly dị hoặc là thế này thế kia thế nọ thì nó có hai cái ngã rẻ thì không hay cái đó là chuyện của đời sống của đời thường còn hôm nay chúng ta là người tu thì phải nhận định ngay ở luật nhân quả vô quan trái bất thành phu phụ có quan trái với nhau có nợ nần với nhau mới thành chồng thành vợ với nhau ông tơ bà nguyệt xe duyên cho nên thì mình cũng phải hết sức là cẩn thận trong vấn đề này để rồi chúng ta tu đây để, để chúng ta đền trả nợ chúng ta tu phải chấp nhận trả nợ những cái gì mình thiếu sót người ta mình nợ nần người ta mình chấp nhận mình trả và khi mình trả là mình mới xong nợ mới đi được còn giờ này nếu mình không lo trả nợ mà chúng ta giật nợ được không xin thưa là không rồi không được rồi mình phải trả nợ mới được. À, cho nên cho nên trong cái đạo chồng vợ chúng tôi cũng nói đây để chúng ta cố gắng vượt qua được để thực hiện đúng là được thầy mà tôi vừa nói tức là đạo chồng vợ thuận hòa cho đến tháng. Rồi khi chúng ta lớn nữa đến cái bổn phận thứ năm thì lúc bây giờ chúng ta có con cái rồi. Thì à, quý vị biết rằng à, mình nghe ca dao có nói à, rất nhiều, à, tức là lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu tử. Cũng có những cái người lúc còn trẻ không hiếu thảo lo cha mẹ vậy à? nhưng mà khi có con cái rồi khi trải qua quá trình nuôi con cực khổ rồi đó thì lúc bây giờ mới phải nói rõ là thương tiếc cha mẹ nhưng mà nhiều khi mọi chuyện nó muộn mất rồi à, cho nên thì khi mà chúng ta chưa có con chưa có trải qua kinh nghiệm này thì mình cũng phải hiểu về một cái lĩnh vực đạo đức chúng ta phải hiểu về lý thuyết để chúng ta lo cho trò và hơn thế nữa cái mà chúng tôi bà bàn ở đây tức là cái bổn phận của cha mẹ ông bà đối với con cái thì theo cái thối thường cuộc sống đó Thì khi ông bà đói con cháu Thì hầu như ông bà mình cứ nghĩ là Mình là trên hết à. Con cái không bằng mình Vì vậy cho nên khi mà con cái có làm lỗi gì Thì chỉ biết dùng cái quyền lực Ở trên đánh xuống thôi Nào là la, nào là mắng, nào là chửi Nào là nói chung là mọi, mọi thứ thậm tệ Thì đó là cuộc sống ngoài đời Còn hôm nay trong đạo đức nhà tu Thì không phải vậy được Nhất là Đức Thầy Đức Thầy dạy chúng ta rất rõ trong đầu của giáo hảo mình Như vậy thì khi hôm nay Con cái mình trong nhà có làm gì, điều gì đó sai Thì mình cũng phải có trách nhiệm là dạy dỗ Bởi vì nếu như mà hôm nay mà con cái mình làm sai Mình chửi, mình có những cái lời thô tục Thì chúng ta phạm vào khẩu nghiệp rồi Gây nghiệp rồi Một mặt về tâm linh là chúng ta phạm vào khẩu nghiệp Về nhân quả Mặt khác về thực tế Thì con cái mình mà nó nghe những cái lời độc địa như vậy Thì nó bắt trước Và nó không bao giờ cảm nể được tôi thấy có những gia đình nó gì ạ, khi mà con cái mà nó sai quấy rồi là không có chịu dạy mà dùng những cái lời thô tục những cái lời khó nghe những cái lời sưng si mà cào mà chửi mà rủa con cái thì như vậy chúng ta có dạy gì đâu có nghĩa là mình gieo vào đầu nó những cái ác kiến mình gieo vào đầu nó những cái tư tưởng gọi là tiêu cực nó không ngờ là cha mẹ của nó là những cái người nó tôn thờ mà giờ này lại làm cho nó hết sức là phải nó rõ là bắt mãn cho nên những cái sự kiện mà phải nói rõ là gần đây nhất đó Thì có những cái đứa trẻ mà gần như là gọi là tự kỷ đó Thì phần lớn cũng do cha mẹ không quan tâm Bởi vì mình có nhiệm vụ sinh con đó rồi Thì mình phải quan tâm đến con Mà đằng này không quan tâm đến con Mỗi khi con làm lỗi cái gì thì cứ dùng những cái lời mắng nhiếc, xài xỉ à, Do đó cho nên thì đôi khi ảnh hưởng đến cái sự tự kỷ Mà giờ này chúng ta thấy trong sội rất là nhiều Thì đây là do cái trách nhiệm Cái sự dạy dỗ phải nói rõ là không đến nơi đến chốn của bậc cha mẹ hoặc giả là những bậc cha mẹ công ty nhiều quá tiền nhiều quá công việc nhiều quá rồi ít có tiếp cận với con gần như cả tuần lễ không gặp con cho nên thì vấn đề này cũng là một vấn đề mà chúng ta phải suy nghĩ bây giờ nhiều khi là mình vì tiền vì tạo ra tiền hoặc là vì công việc nhiều quá rồi ảnh hưởng luôn cả đến một cái sự nghiệp của con cái mình sau này do đó cho nên cái người mà có trí tuệ rồi người ta dạy con rất là khéo léo gần như cái gì vậy vì còn nhớ lại bà trương thị không tức là bà mạnh mẫu đó thì đây là một cái bực mà phải chúng ta học hỏi đó thì uh, mẹ của mạnh uh, cha của mạnh tử thì mất sớm thì lúc bây giờ mạnh mẫu một mình như vậy đó là nuôi con cho nên bà sẵn sàng sẵn sàng về nhà ba lần để cho mạnh tử nên người đồng đạo và hơn thế nữa thì những đứa trẻ như đỏ cũng họ là ngây ngô người lớn đừng hứa gì với nó mà nếu mà hứa gì với nó thì phải cố gắng thiện cho trọn cho nên ngày xưa mà mạnh mẫu hứa với con gì rồi thì bà phải nói rõ là cố gắng thiện cho trọn. Còn nếu không thì nó sẽ gieo vào đầu đứa trẻ một cái tư tưởng không tốt. Thấy không? Như vậy thì bổn phận là cha mẹ đối với con cái thì yếu tố thứ nhất là chúng ta phải hiểu được con của mình và mình phải xem nó cũng như là bạn của mình vậy để chúng ta gần gũi, để chúng ta khuyên can, để chúng ta khéo léo chúng ta dạy dỗ bằng một cách hết sức là khoa học, tạo một cái sự gần gũi tích cực không có một cái sự gieo vào đầu nó một cái sự phiền não mà đức thầy đã dạy là lỗi lầm chứ có hùng hào đừng chửi đừng rủa đừng cào đừng bươi đem lời hiền đức tốt tươi đặng quà mà giá quá vàng mười chẳng hơn cũng đừng gây gỗ dặn hờn cho con bắt trước xạ dương mới là và bên cạnh đó thì cái cách sống trong nhà cũng vậy trong cái tình chồng vợ nếu mà chúng ta có cái gì lục đục với nhau thì con mình nó buồn lắm và những cái đó là những nó làm nó hết sức là đau khổ gì bởi vì nó không muốn cha mẹ nó như vậy cho nên cũng có những bậc cha mẹ, những người trí thức đó, người ta sống vì con. Thí dụ bây giờ chồng vợ người ta có chuyện gì đó không hòa thuận với nhau, không đồng điểm với nhau mà ta cũng chấp nhận hết để người ta tạo hạnh phúc cho con. Bởi vì kỳ thật ra mình sống rồi lại quay chúng ta cũng chết rồi, sinh con ra thì mình cũng phải có trách nhiệm. Mình phải có bổn phận để dạy dỗ con đó. Cho nên ngày xưa bà Trương Thị cũng vì cái bổn phận đó mà bà đã làm được. Tức là lúc đầu bà Trương Thị cắt nhà ở giữa chợ. Vì vậy cho nên khi lúc bấy giờ thì Mạnh Tử còn nhỏ thì nó cũng tạo ra đi học về thì thôi thì đi 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 thôi về thì tạo ra những cái giống như là buôn bán hàng hóa nhìn ở ngoài chợ ta làm sao về nó làm bằng đồ giả vậy đó cho nên bà nói không được rồi bây giờ phải dời con về nhà ở một cái chỗ quan vắng một chút chứ con mà nó tập tành gì nó không lo học hành cho nên lần thứ hai thì bà dời nhà đến cái chỗ quan vắng mà ngay đó là ngay nghỉ địa thì lúc bây giờ quan vắng thật nhưng mà vài ngày có một cái đám tán đi ngang rồi mạnh tử thì vốn vĩ là cái người vốn vĩ là người rất là thông minh cho nên ông cũng lấy còn nhỏ nhưng mà rất thông minh lấy đất nè nắng làm cái quan tài rồi làm chống kèn rồi cái giống như cái người mà à, đi đang đám, đám tán vậy thì lúc bây giờ bà trương thị thấy không xong rồi cho nên lần thứ ba bà sẵn sàng về nhà ở ngay cái trường học thì khi về nhà đến ngay trường học lúc bây giờ thì phải nói rõ là à, lúc bây giờ là mạnh tử mới lo cố, cố gắng học hành và cuối cùng thì thành danh là chúng ta thấy trở thành một vị á thánh sau khổng tử đó và đặc biệt rằng trong một lần phải nói rõ là mạnh tử bỏ học thì bà về bà cắt cái khung cưỡi bỏ thì mạnh tử hỏi mẹ hai mẹ con mình sống nhờ cái khung cưỡi này tại sao mà hôm nay mẹ đã cắt khung cưỡi này bỏ thì bà mạnh mẫu mới nói rằng con nha à, sự sống của mẹ con mình là nhờ khung cưỡi này nhưng mà khung cưỡi này không quan trọng bằng sự học của con sự học của con là cả một cái đời sống của con sau này và mẹ cũng phải nương tựa vào đó cho nên con hãy nhìn cái khung cưỡi này nếu hôm nay con nghỉ học cũng giống như là mẹ cắt khung cửa này vậy là tức là cắt đứt con đường sống thì mạnh tử rất là khôn. Khi nghe mẹ nói đến đây thì ông biết được rằng mình cần phải làm gì và từ đó thì ông không dám nghỉ học nữa và trở thành một cái vị dĩ nhân. Và hơn thế nữa thì hôm nay khi tôi kể một chuyện này không phải là tôi kêu quý vị về nhà hai lần ba lần nhưng ý muốn nói rằng cái sự tiêm nhiễm của đứa trẻ đó mà cái trách nhiệm của cha mẹ chúng ta phải giáo huấn thế nào đó để mình tránh đi cái sự tiêm nhiễm giống như bà trương thị bà sợ mạnh tử tiêm nhiễm bà mới về nhà như vậy đây là nói về lý nha đồng đạo chứ không phải gì sự chúng ta đừng bàn về phần sự mà chúng ta nên nhận định về phần lý để thực hiện à, thì đó là cái vai trò cái bổn phận của ông bà cha mẹ đối với con cái và chúng ta đến cái phần thứ ba tức là cái trách nhiệm cái bổn phận của mình à, đối với uh, ngoài xã hội như vậy thì đối ngoài xã hội yếu tố đầu tiên là đối với láng giềng À, tức là với xóm trồm với non với, với, là hương thôn mà đức thầy đã dạy rất rõ là nhẫn giả hương lân quẩy hỷ vậy thì đối với xóm riền ngoài xã hội thì chúng ta đức thầy dạy như sao Sớm riền ăn ở thật thà dầu không quen biết cũng là như quen không quen biết mà cao tuổi tác ta cũng nên kính trọng mới lạ hoặc là bước ra đường ăn nói thật thà dầu khôn khéo cũng là giả dạy rồi cái thứ hai nữa trong cái lĩnh vực tôn giáo thì cái tiếp theo ngoại hội này thì chúng ta bàn luyện tôn giáo trước đi có nghĩa là đối với thiền viện đối với chùa chiền đối với tăng sư mà đức thầy đã giải rất rõ tất cả bổn đạo nên cung kính các tăng sư tu hành chân chánh nếu các ông ấy dạy điều chánh lý ta phải nghe lời thì yếu tố đầu tiên là chúng ta phải kính trọng phải nghe lời các vị tăng sư tu hành chân chánh cho nên yếu tố này nó nếu như chúng ta không hiểu thì nó hơi có cái gì đó nó nghịch lại với cái câu mà thầy dạy thầy chùa thấy cây sơn nhưng mà xin thưa không nghịch lại cũng không có mâu thuẫn đây là tùy theo một cái phương diện ứng xử trong quyển tư trong sấm thi Đức thầy dạy là thầy chùa thầy chùa như thế cây sơn ngoài ra có chất trong thầy mới ăn đó thì vấn đề này đức thầy dạy ngầm để chúng ta nhầm hiểu thôi chứ không phải là chúng ta đem câu giảng này ra mà chúng ta để là châm biếm người khác Trăm biếm nhà tu thì đây là một điều tội lỗi. Đây để ngầm hiểu thôi. Còn đây là một vấn đề cư xử. Thì vấn đề cư xử thì đối với các vị tăng sư thì chúng ta phải nên hiểu là đây là các vị tăng sư là mình phải cung kính trước. Cung kính đi. Rồi khi mà chúng ta cung kính xong mình gần gũi mình thấy ông này là cái người chân chánh. Ông dạy cái điều hợp lý theo là đức thầy. Theo cái lẽ đạo, theo cái đường giải thoát. Thì đức thầy dạy chúng ta nghe theo. Mình cũng có thể nghe theo các vị tăng sư thành chân chánh đồng đạo. Chúng ta không chấp à cho nên hiện nay trong đạo mình cũng có một số vị chấp lắm, đó, lại có những cái lời không phải đối với các vị tăng sư tu hành thì nếu như mà chúng ta còn nhìn một bên như vậy gọi là biên kiến đó thì chúng ta không thực hiện được vấn đề cư xử này. cho nên ở đây đức thầy dạy rất rõ là chúng ta phải cung kính đó, cung kính. Bởi dầu sao đi chăng nữa chúng ta và các vị này cũng chung một thầy, cũng chung đi chung một cái lộ trình giải thoát. cho nên không có lý do gì à, mà mình lại có những cái tư tưởng khác hơn được. yếu tố đầu tiên là chúng ta phải kính trọng, phải cung kính. Rồi cái thứ hai nữa là đối với thiền diện với chùa chiền thì Đức Thầy cho phép chúng ta đi chùa. Đức Thầy dạy nè, Đức Thầy cho phép chúng ta đi chùa lễ Phật, văn hoa trong những ngày rằm nguân lễ phía. Và chùa nào nghèo hư rách chúng ta cũng được quyền quyên góp sửa chữa. Có nghĩa rằng Đức Thầy cho phép tín đồ Đạo Phật Giáo Hòa Hảo hàng tháng như vậy vào những ngày rằm, những ngày phía Đức Phật chúng ta được đi chùa, được văn hoa, được cúng dường. Và được quyền quyên góp sửa chữa những cái ngôi chùa nào nghèo hư rách Thì chúng ta được quyền Nhưng mà Đức Thầy chỉ cấm một điều là chúng ta không được tạo hình tượng Hình hình cốt thôi Tức là hình tượng thôi Không được quyền tạo hình tượng Mình được quyền đến chùa lễ Phật Cúng chùa Chùa nào hư rách thì chúng ta có quyền để quyên góp Nhưng chúng ta lại không được tạo hình tượng Và hơn thế nữa Không được tạo hình tượng Chứ chúng ta không nên chăm biếm bởi vì cũng có những đồng đạo chúng ta bước vào chùa nói rằng đúc Phật lớn chùa cao bối rối mà làm cho Phật giáo suy đồi thì điều này chúng ta sai. Cái câu này thầy dạy để chúng ta ngầm hiểu. Chứ không phải thầy dạy câu này để chúng ta đem câu này làm một phương tiện để đánh người khác là chúng ta sai. Bởi vì đồng đạo mình cũng 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 phải nói rõ là cũng cũng thật quý Nó Nói tôi nói là đức thầy nhưng mà chúng ta nói là đức thầy không đúng chỗ. Đã, do đó cho nên cũng là đức thầy mà chúng ta sử dụng sai mục đích. Mình bước vào chùa mà nói đúc Phật lớn chùa cao bối rối mà làm cho Phật giáo suy đồi thì người ta sẽ tự ái nó sẽ mất đi cái 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 tinh thần đoàn kết trong cách ăn ở cư xử bởi chúng ta đang trình bày đây là cách cư xử cách xử thế của người tín đồ Phật giáo hòa hảo đối với xã hội cho nên đức thầy mới dạy chúng ta rằng khi đến chùa phải tôn trọng sự thờ phụng trong chùa và không nên quỷ bá vậy thì trong chùa người ta thờ cái gì thì kể người ta mình phải luôn luôn tôn trọng chứ không phải vào chùa thấy ông Phật bự nó chèn ông Phật này ông Phật ông Phật cốt ông Phật giả nè thế này thế kia thế nọ thì không được À, có thể chúng ta bàn là bạn mặt lý thuyết thôi còn đến chùa thì mình phải hết sức là tôn trọng sự thờ phượng trong chùa và chúng ta không nên quỷ bán Đấy, thì đó là chúng tôi muốn nói về cái đối xử với chùa chiền rồi cái tiếp theo nữa là đối xử với tôn giáo khác tức là ngoài tôn giáo bạn đọc phật ra về chùa chiền và các tăng sư ra thì chúng ta còn có một cách ứng xử với tôn giáo khác nữa mà đức thầy đã dạy rất rõ là không nên đụng chạm đến cách thức tu hành của các tôn giáo khác À, nhất là không ý đông hiếp đáp hay nói xấu người ta Nếu họ có làm giữ với mình thì mình cũng chẳng được phép gì sự giữ của họ mà trả thù và phải luôn luôn làm lành với họ Mình phải hoài hoài làm phải những cái ấy Và phải ráng sức giúp đỡ họ khi nào họ cần Kính thưa đồng đạo Như vậy thì giờ này yếu tố tiếp theo đây chúng ta không được quyền kỳ thị tôn giáo khác mình cũng đừng có phô trương Mình cũng đừng có cao giọng, Mình cũng đừng có phải nói rõ là thần thánh quá Mình cho đạo mình là số 1 đạo mình gì cũng hơn chứ gì đạo đạo khác là số 2 số 3 sao thì vấn đề này theo tôi nghĩ rằng mình hết sức là tế nhị trong đạo à. chúng ta vẫn biết rằng thầy mình là phật vẫn biết rằng cái chân lý phải giáo lý phật giáo hòa hảo là chân lý phải nói rõ là của phật đà đạo vô vi của phật ân cần nói theo trí thích ca ngày trước nhưng chúng ta hiểu trong đạo mình thôi còn khi mà tiếp cận các tôn giáo khác thì chúng ta cũng có thể mình khiêm cung chứ không phải bây giờ giả sử mình gặp tôn giáo như dụ như đạo cao đài hoặc là đạo công giáo á, cái mình nói đạo tôi là số 1 đó ông thầy tôi là phật đó giáo lý của tôi thế này thế kia đó tôi nói cho mong biết nghe đạo tôi làm từ thiện một năm tới mấy ngàn tỷ đó thì mình làm như vậy là chúng ta cái cách ứng xử của mình nó quá vụn về rồi quá vụn về rồi thì vẫn biết cái điều này chúng ta làm được việc đối xã hội đối công tác an sinh xã hội nhưng mà được việc này người ta nhìn nhận người ta biết rồi cần gì mình nói nhiều khi người ta biết người ta nể mình mà mình nói rồi cái người ta tự ái người ta lại gần nhìn mình nó khác liền cho nên thì khi mà trong cộng đồng chúng ta với nhau trong đồng đạo mình với nhau có thể chúng ta mình bàn luận mình nói thầy mình là phật mình nói là mình phô trương cái này thế kia là tốt đó là trong đạo của mình anh em với nhau còn khi mà tiếp xúc với tôn giáo khác tiếp xúc với tôn giáo bạn mình thì chúng ta phải hết sức là khiêm tốn và tốt nhất là chúng ta nên đưa tôn giáo bạn mình lên để làm chi để tạo sự hài hòa trong cái cuộc sống tu hành thà mình chịu chịu thấp một chút để người ta được vui thì đây cũng là chúng ta là ban một cái phước huệ cho thiên hạ cho mọi người và chúng ta cũng có công đức nữa đồng đạo thì đấy là đối với các tôn giáo khác và hơn tới nữa thầy không cho phép chúng ta phải hiếp đáp ai không phải mình ý mình mạnh đông người mình hiếp đáp người ta không được bởi vì giàu đàn đạo phật giáo hảo chúng ta không lớn lắm nhưng mà trong nước việt nam chúng ta cũng còn có nhiều tôn giáo nhỏ hơn mình ra đời sau mình được công nhận sau mình và số lượng tới nỗi ít hơn mình thì mình cũng đừng vì mình có số lượng đông đồng đạo rồi mình lại hiếp đáp người ta mình nói xấu người ta thì không được và hơn thế nữa nếu như người ta nói xấu mình thì sao Thì mình nhịn Đặc biệt Với một đức tính từ bi của đức thầy dạy chỗ này đó Nếu người ta hiếp đáp mình người ta nói xấu mình Thì mình nhịn Chứ không phải bây giờ người ta nói xấu mình một câu Mình nói xấu lại người ta một câu mình hơn thua người ta không được Mình phải nhịn người ta Chẳng những nhịn người ta Mà mình phải làm phải người ta Tôi nói hôm nay người ta đánh mình được chứ mình không đánh người ta được bây giờ Người ta chửi mình được, người ta chửi thầy mình được chứ mình không được chửi người ta Mà người ta chửi mình xong mình không hận người ta nha mà khi người ta khổ rồi thì mình phải tìm cách để giúp đỡ người ta, tìm cách gần gũi người ta, mình phải giúp đỡ người ta, thì như vậy đó là muốn nói ở một cái khuôn khổ của các tôn giáo khác à, để chúng ta có một cái sự đối xử hết sức là hài hòa, thể hiện theo tinh thần hòa hảo nè. đạo chúng ta là phật dạy hòa thuận và tốt đẹp, cho nên cách ăn ở cư xử này nó phải theo một cái tiêu chuẩn của hai từ hòa hảo, tức là hòa thuận và tốt đẹp. À, thì đó là chúng ta bàn với uh, tôn giáo khác và cái cuối cùng là cái bổn phận trách nhiệm của chúng ta đối với đồng bào đối nhân sinh thì như vậy thì ngoài các tôn giáo khác ra thì chúng ta còn có trách nhiệm đối đồng bào thì mình phải thực hiện theo tinh thần lá lạnh đùm đá rách đây là một cái tinh thần trong cái phương diện là phải nói rõ là bản sắc văn hóa cho nên trong vấn đề đồng bào này chúng ta thứ nhất là mình thực hiện đúng cái bản sắc văn hóa nè cái thứ hai là chúng ta trả ơn đồng bào nhân loại nè và cái thứ ba là chúng ta cũng được có phước bởi vì đấy là vấn đề chúng ta tu phước mình thấy đồng bào mình khổ Nam Kỳ đâu thể sống riêng mà còn cung cấp cho miền Bắc Trung. Mình thấy đồng bào mình khổ mình phải tế độ dân nghèo trong lúc tốn giúp dùm kẻ khó bữa vừa qua thì chúng ta phải có cách ứng xử như vậy. Chứ không phải là chúng ta tu rồi ai khốn cùng mà để mặt đất trời sao Người ta khổ kệ người ta không có hàng tới không được. Tức là mình phải có một cái sự liên hệ. Mình phải xem nỗi khổ của đồng bào mình là nỗi khổ của mình. Đấy thực hiện một cái người có một cái tâm Phật và xa hơn đồng bào mình là nhân loại mình trong những cái cơn thiên tai địa ách sóng thần đó động đất thì mình cũng phải có một trách nhiệm. Dầu rằng không nhiều thì ít, nhưng phải có một cái tinh thần để hỗ trợ vẫn lê với nhau trong một cái sự phải nói rõ là hoạn nạn khó khăn. Thì như vậy chúng ta mới thực hiện được một cái vai trò một tín đồ, đồ tín đồ độc giáo hoàn hảo. Cho nên mọi việc làm gì của mình cũng vậy vì nó có nhiều cái lò lạc lắm. Do đó cho nên hôm nay chúng ta thực hiện trong cái vấn đề ấn ở, ở cư xử đối đồng bào và, và nhân sinh, thì bên cạnh đó thì chúng ta còn đền đáp được cái ơn mà ta đã thọ trong muôn một và bên cạnh đền đáp được cái ân ta đã thọ trong môn 1 thì chúng ta còn thu lại một cái lợi lạc rất là lớn. Lợi lạc đó gọi là công đức Phật từ bi vô lượng. Chúng ta sẽ có được một cái công đức trong việc làm phải làm lành của của chúng ta trong cái việc hỗ trợ chúng ta trong cách ăn ở cư xử. À, thì đó là chúng tôi cũng xin khái nét trong vấn đề ăn ở cư xử đối với đồng bào nhân sinh. Như vậy thì trở lại qua cái chuyên đề này cái quan trọng nhất là chúng ta phải thực hiện được ba cái trách nhiệm lớn Tức là cái ăn ở cư xử đối với bản thân Đối với gia đình Đối với xã hội Thì đối với bản thân ở đây chúng tôi trình bày đưa ra bốn yếu tố Cái thứ nhất là về ăn uống Phải như thế nào Cái thứ hai là về nghề nghiệp Cách làm ăn như thế nào Cái thứ ba là về tập thể dục như thế nào Và cái thứ tư là về sự học Thì đó là cái 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 bổn phận của mình đối với mình Và cái bổn phận của mình đối với gia đình mình Thì cái phải thứ nhất là bổn phận làm con Đối với ông bà cha mẹ Phải luôn luôn có chữ hiếu rồi bổn phận anh em đối với nhau phải thương yêu đừng bọc với đỡ lẫn nhau rồi bổn phận chồng vợ đối với nhau phải thủy chung với nhau rồi bổn phận của con người đối với cô bác láng giềng đối với cô bác bên nội bên ngoại à, nội tông cùng ngoại tổ cậu gì thì chúng ta phải hết sức là lễ độ khiêm cung và khi lớn lên khi bổn phận chúng ta là cha mẹ thì mình phải có trách nhiệm lo cho con và chúng ta phải luôn luôn là những cái khuôn mẫu cho con cái nó noi theo để mình gây dựng một cái đời sống tốt đẹp về tâm linh và vật chất của nó ở tương lai chúng ta phải nuôi dưỡng nó bằng tinh thần ngoài vật chất ra thì phải bằng tinh thần thì đó là cái bổn phận của chúng ta đối với gia đình và cái thứ ba là bổn phận cách ăn ở cư xử của mình đối xã hội thì nếu đối xã hội gần gũi nhất là gì là láng giềng thân tộc thì chúng ta phải có một cái sự hòa quẩn đối với xóm chòm của mình phải ăn ở thật thà phải kính trên nhường dưới phải nói năng cho tế nhị nhỏ nhẹ hài hòa và phải có một sự trợ giúp lẫn nhau trong cái việc quan hôn tăng tế thì đối với láng giềng là vậy rồi cái bổn phận ngoại xã hội này lớn hơn nữa là đối với tôn giáo đạo phật thì chúng ta phải có một cái sự kính trọng các vị tu hành và chúng ta phải kính trọng chùa chiền đến chùa văn hoa lễ phật như chúng tôi vừa nhắc chúng ta không nên quỷ bán sự thờ phượng trong chùa và rộng hơn nữa đối với cô tôn giáo khác thì chúng ta cũng phải hết sức là tôn vinh hết sức là tế nhị hết sức là khiêm cung khi chúng ta có một cái dịp ứng xử đối xử với các tôn giáo khác rồi rộng hơn nữa đối nhân sinh đối với đồng bào đối với dân tộc thì mình cũng phải có một cái sự lá lành đùm đá rách có một cái sự tương trợ thương yêu lẫn nhau trong cái cơ cuộc sống còn này kính thường đạo như vậy thì qua cái chuyên đề cách ăn ở cư xử của người tín đồ đạo Phật giáo hòa hảo trong cái khuôn diện gọi là xử thế tiếp Phật này thì đây cũng là một cái nắp thang quan trọng trong vấn đề tu nhân mà chúng tôi đã trình bày vậy thì nếu như người tín đồ đạo Phật giáo hòa hảo mà tu nhân thực hiện cư xử đúng như lời thầy dạy thì cuộc sống rất là tốt đẹp chẳng những tốt đẹp cho bản thân mình mà tốt đẹp luôn trong gia đình mình chẳng những tốt đẹp trong gia đình mình mà còn tốt đẹp luôn toàn xã hội cho nên chúng ta có thể khẳng định rằng lời dạy đức thầy có một giá trị đạo đức tích cực cho cả đời lãnh đạo nó luôn luôn tồn tại và phát triển trong cuộc sống con người và đây lại là những con những điều đạo đức trong cái nhân phẩm làm người mà thiết nghĩ rằng giàu người không tu hoặc là người tu thì chúng ta cũng phải cố gắng thực hiện để mình nâng cao cái nhân phẩm có một cái cuộc sống lành mạnh để được gần gũi hơn để được mọi người thương yêu hơn và tương lai chúng ta sẽ thành công trong một lĩnh vực lĩnh vực đời sống được mọi người kính trọng yêu đương và lĩnh vực tâm linh thì chúng ta cũng không gây nghiệp chúng ta trả không cái cái nợ và chúng ta có được phước đức nếu như có tu thì chúng ta sẽ được thăng hoa vào lộ trình tu Phật và đi đến cái chỗ giải thoát khi chúng ta đã hoàn thành cái trách nhiệm đúng với câu là nợ thế âu toan tròn nợ thế đường tu sớm liệu vẹn đường tu trân trọng kính chào nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật nam mô a di đà Phật